ngày tưởng niệm Đại đế Quang Trung hôm nay. Và đây là phần trình diễn của ban tù ca Xuân Điềm với hoạt cảnh Chiến thắng Xuân Kỷ Dậu và Đâu rồi Lăng Quang Trung, được Phật dàn dựng, đạo diễn và chỉ đạo của nhạc sĩ Xuân Điềm. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho ban tù ca Xuân Điềm. Quê hương
Xuân Điềm. Và tiết mục rất là đặc biệt để chúng ta cùng tưởng niệm Đại Đế Quang Trung. Và xin mời nhóm đứng lại để xin mời cô Trần Thị Mỹ Tuyết, đại diện cho Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định, lên được tặng hoa danh dự cho quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ Xuân Điềm, người đã dàn dựng và đạo diễn cho tiết mục hôm nay. Chiến thắng Xuân Kỷ Dậu và đâu rồi Lăng Quang Trung. Một lần nữa xin cảm ơn ban tù ca Xuân Điềm. Xin quý vị hôm nay nói tay thật lớn cho ban tù ca Xuân Điềm. Chúc mừng năm mới tất cả quý vị trong ban tù ca, một năm mới vạn sự như ý.